Tiếp tục buổi tối của ngày mùng 3. Tối hôm nay em xin phép lên cho anh chị em một ít đồ ha. Với buổi nay thời cái mạng nó bị lóc lác sao em ạ. Bán đồ này thiệt là chán quá. Bữa thì mạng thì thi thoảng nó nhả ra cái, thi thoảng nó cá sấu nó ăn cái. Nó che hết không cho anh em nhìn thấy gì luôn á. Rồi đầu la em lên cái quần bắn tỉa nha. Quần này thì mới chưa có sử dụng luôn này, của hãng Pepper. Quần bắn tỉa ở trên này cái đầu gối anh em nhìn thấy có cái bọc gối không? Có bọc gối này nha. Đấy, cái dòng này nó cũng khác với cái thằng mà quần bay dạng của bắn tỉa kia là nó khác nha. Mới chưa có sử dụng, bụng của nó là 86, quá là đẹp rồi. Bụng 86, con này cũng 8 túi. Vải dài 100, chất vải caro. Ai chốt con này 800 giùm em này. Mã số 8. Con này chưa có sử dụng luôn. Ai thích quất con này thì khỏi phải lăn tăn gì hết nha. Tiếp tục một con M65 thân đồng cổ đồng. Con này màu xanh lưu. Mở màn gặp con M65 dây kim đồng rồi đó. Con này khóa sọc dưa. Khóa sọc dưa. Đầu vào đầu ra ngon lành, dây trên dây dưới đầy đủ hết nha anh em. Ở lót ở trong cũng đều màu và đẹp luôn. Con này salad reeler 7 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74, đời 80. Con này chuẩn hàng cấp phát nha. Quên báo cáo với anh em cái quần đó là hàng chuẩn của lính Mỹ nha. Thực ra thì có nhiều khi em chủ quan quá, cứ nghĩ là mình chuyên bán đồ Mỹ thì những mặt hàng đồ cỏ ai cũng biết thôi, biết hết rồi, cho nên là em cũng không like chứ không có nói là của ai nữa. Nhưng mà đúng ra mình phải nói để còn có người nọ người kia phải không ạ, đâu phải ai cũng biết đâu. Rồi con này bên này màu đều, chưa có phép in nút nhé. Medium Reeler 7 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74, ở đây có vết gấp nhẹ này. Bên này cũng đều ha. Qua bên này cũng đều luôn này. Bên này cũng đều luôn. Ở đây nó dính một chút sơn nhẹ này. Dính một chút sơn nhẹ. Qua bên này có dính hai chút sơn nhỏ nhỏ nữa nhá. Qua bên này thì đều luôn. Không có vì một cái gì đầy đầy, có một chút dơ nhẹ xíu xíu đây thôi. Em đo vai và chiều dài con này tầm 93% nhé. Vai 57-58. Dài áo là 80, 57-58 dài 80. Con này 7-80 kg, quên 8-90 kg chứ không phải là size medium. Em đọc rồi em lại quên. 8-90 kg và cao 1m7-1m74. 93-94%. Chốt giùm em con này giá là 1,4 triệu, mã số 10. Mỗi con mỗi khác, không có giống nhau nha nhé. Nói chung là không biết giải thích như thế nào ấy. Chốt giùm em mã số 10. Em lên cho anh em một bộ multicam chất vải caro này. Và multicam nha. Vai của nó 47, hàng của lính Mỹ. Dài áo 74 anh em. Bao đẹp luôn. Mới và đẹp luôn. 70 đến 80 kg. Cao 1m7 trở lên. Trùng màu tuyệt đối luôn nha. Cái quần này không có đôn được anh em. Bận vừa ship cho em này. Không có đôn được nha. Phải viết số đo ạ. Bụng của nó là 92, 8 túi hộp. Mới 93 đến 96%. Dài quần 110. Rồi ai thích bộ này thì chốt giùm em này. Bộ này là 1 triệu mã số 6. Thực ra mà tìm được một bộ mà mới với hoàn hảo như vậy khó lắm nha anh em. Khó lắm nha. Em chỉ có mấy bữa nay mới có mấy bộ này thôi, chứ còn bình thường anh em hỏi thì em không có đâu. Chỗ khác thì người ta đầy cho em không có đâu. Thế một con Philop MA1. Con này màu hơi bị đẹp nha, hàng của Mỹ. Vai của nó là 49 và dài áo là 63.
Anh em tự tin thì bật trên 1m7 mà không tự tin thì dưới 1m7 thì dây kéo nhôm này. Tức là dây kéo này thì đồ vào đồ ra thì ngon lành cành đào đó. Màu xanh đẹp quá trời luôn, ở đây nó bị dơ nhá. Phần này nó bị dơ này. Đấy. Dơ, ở đây nó bung chỉ nha. Ngay cái góc túi này này anh em, cái phần túi mổ này là phải phải keo thử may cứu vãn gấp, không có là mình sử dụng thời gian nữa là nó sẽ rách. Mới bung chỉ thôi chứ chưa có bị rách đâu. Anh em dòm cái tem này, tem còn nguyên rin nhá. Tem này chưa có bị bóc lột nha. MA1 Salad Made in USA và TNUSA, con này hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Màu của nó là màu lòng súng. Con này nó bung chỉ ở dưới này nữa này. Dưới này nó bung chỉ nha. Ngòi thì mất rồi. Và khóa của nó này, nó bị bung chỉ ở chút dưới nách, chút chỗ này nữa này. Màu thì đẹp đỉnh luôn. Và cái cổ tay của nó từ đây lên là nó dơ. Bo thì còn đẹp này. Dơ này. Ra đằng sau này, đẹp không? Em bao hàng chuẩn VIP cho anh em nhá. Con này thì quá đỉnh luôn. Chỗ này nó bị dơ này. Dơ từ khúc cổ tay này lên này. Đấy, dơ nha. Bên này cũng có bị dơ ở biên này, gần gần biên này. Đẹp quá, cái màu đẹp quá. Con này mà giặt tinh tươm một chút nữa thì hơi bị đẹp luôn. Rồi, chiều dài, chiều ngang, số đo em đã đọc. Ai có nhu cầu thì chốt giùm em. Con này hai lớp, chưa phải là mùa đông nha. Tại vì cái thằng mùa hè thì anh em bận được hai mùa. Đấy. Con này là 7-80kg. Ai ưng con này chốt giùm em 1,5 triệu mã số 5. Lưu ý giùm em để ý cái nắp túi này. Thực ra là cái túi mổ anh em thường thợ may là anh em sẽ biết phải không ạ? Cái túi mổ khi người ta muốn mổ người ta phải đưa kéo, người ta sóc nguyên miếng vải. Giờ muốn mổ cái túi đây là phải cắt một đường đây. Lúc đó mới may cái nắp túi lên và mổ nó ra. Cho nên cái chỗ này nó mổ, nó bung chỉ ra thì phải kêu thợ may đập lại ngay. Đập lại ngay. Trần cái mép này lại. Không để một thời gian chọc tay vào như thế này là nó ngoắc, nó rách ra nhá. Rồi, chốt cho em 1,5 triệu mã số 5. Lý do đó mà bán con này có 1,5 triệu. 1,5 triệu mã số 5. Tiếp một con này là M51. Dây kéo là anh em nhìn thấy giống dây kéo nhựa không? Nhưng nó không phải dây kéo nhựa đâu nha. Nó chỉ là một lớp xi ở bên ngoài. Nó là dây kéo nhôm. Nó bảo vệ để cái dây kéo này khỏi bị rò rỉ xếp. Nhưng mà sử dụng cả đời của em chưa thấy con nào nó lốc được cái sơn này hết. Anh em thử đưa tay, nếu mà nhựa anh em thử sạc một đường thôi, tay anh em không đứt, không chảy máu, không ăn tiền. Nhựa thì nó chả ăn nhầm gì, nhưng mà nó là bằng đồng đó, bằng nhôm đó. Rồi con này là vai 51, dài áo là 86, 51 là small long, medium long. Tem trên này, tem dưới, ba tem nhá, ba cái tem này. Con này thì dây kéo chưa bao giờ thấy hư, dây trên dây dưới đầy đủ nhưng mà nó bị quát này. Đây ở dưới line này nó dơ một chút ở đây nha anh em. Cái line này có vết quát này, tức là có quát này. Qua ống tay này đều và đẹp luôn. Con này màu xám xám. Đằng sau này cũng đều. Tức là phần trăm con này được 93% thôi. Vải thì còn dày dặn nhưng mà nó xuống màu. Màu tức là màu quát xung quanh biên này, không có đều màu nữa nha. Chỗ này có một chút dơ nhẹ tí 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 tí. Rồi em đo vai chiều dài rồi nha nhé. Con này hàng của lính Mỹ. Bữa nay lại phải thêm một đoạn là nói thêm hàng của lính Mỹ nữa. Con này là 70-80kg và cao 1m74. 1m74 trở lên chứ. Cao 1m74 trở lên. Chốt giùm em con này 1,9 triệu mã số 7.
1.900.000 mã số 7. 1.900.000 mã số 7. Mã số 7 nha. Tiếp cho anh em một bộ multicam nữa nè. Bộ multicam vải caro nhé. Cái quần này thì cái bộ binh của thằng multicam này em thấy có hai dạng, một dạng là lưng chun, một dạng là lưng chết. Thì lưng chun thì anh em có thể di dịch, còn lưng chết thì đúng chuẩn luôn, không có di dịch đi đâu được hết á. Rồi vai của nó 48-49 và dài áo của nó là 75. 48-49 và dài 75. Medium trailer 7-80 kg, cao 1m7 trở lên. Trung màu tuyệt đối luôn, đồ mới là rất là cao nha. Hàng chuẩn của lính Mỹ anh em, bụng 82 căng hết cỡ là 88. Mấy cái dòng này là đồ cổ, em bán là hầu hết là em bán hàng của lính Mỹ chứ không có hàng của nước khác. Nó cũng có lẫn lộn, bởi vì mình muốn nhưng mà đâu phải là mình muốn là được đâu có anh em. Con này dài 102. Quan trọng mình biết phân biệt đồ này là của ai và có nói hay không thôi. Chứ còn mà hầu hết em bán là đồ hàng của Mỹ không em. Đó, con này 93-96% hàng của lính Mỹ. Chốt chung em bộ này là 900.000 mã số 3. 900.000 mã số 3. Mấy cái đồ cỏ này thì chắc hầu hết anh em đều biết phải không ạ? Đều biết là biết giá, biết giá và đồ thiệt của nó là giá bao nhiêu. Tiếp một con màu nòng súng nữa đi. Con này là LMA1. MA1. Con này là vai 51. Vai 51 dài 66. 51-66. Đây, xinh lẹp nhưng mà vẫn có dơ nhá. Dơ dùm em nè. Có hai vết dơ đây nè. Con này bo vẫn đang đẹp. Cô anh tem cái coi. Con này của hãng Alpha. Hãng Alpha này. Tem cũng rất là mới. MA1 X-Large TNUSA Mark in USA. Con này cũng chuẩn hàng cấp phát, nhưng mà hãng Alpha sản xuất nha. Cũng là chuẩn hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Con này trên này còn có hai cái ngòi bút ở đây. Hai ngòi bút này. Không? Anh ngồi bút này. Rồi, bo đều, tay đều, đằng sau này cũng đều. Và bo này, anh em nhìn bo này, bo chưa có bị bang nhưng mà nó vẫn bị xù lông ấy. Cái lông này nó xùi xùi ấy. Rồi tiếp ạ. Đây mới là dơ nha. Đây mới là dơ nè. Đấy, dơ một phát ở đây. Qua bên thân bên này thì ok luôn. Chỗ này có bị một chút dơ nhẹ nhẹ nữa nè anh em. Bo thì ok đều hết nha. Bo đều đẹp. Bây giờ em đo vai và chiều dài. Vai của nó là 51. Dài áo là 66. 51-66. 66 thì anh em tự tin bận trên mét 7 phải không ạ? Còn không tự tin thì dưới mét 7 thôi. Bởi vì người ta thường thường là số 3 là người ta đã bận trên 1m73 rồi, 74 rồi. Màu hơi bị đẹp nha. Tích lát là con này 70-80 kg. Tích lát 80 kg. Bon bon ra được 85. 75-85 kg cho em nhé. Rồi ai ưng chốt dùm em 2 triệu mã số 4. Nói đúng ra con này 90 kg vẫn được, nhưng mà anh em thông thường có cái bụng to to thì mình không có chui vào được đâu. 90 kg với người bụng thon gọn thôi nha. Còn mà 90 kg thì thôi cho xuống 85 cho nó nhanh. Mã số 4 ạ. Tiếp tục một con áo compact. Compact của hôm giờ là 3-4 con hè. 3-4 con này. Con này là thủy quân của lính Mỹ, size medium trailer, mới keng, hàng chuẩn cấp phát. Dây kéo cổ nha. Medium là 60-65 là bẩn body. À, bẩn thoải mái. Còn 70-80 kg là body. Mới 96% trở lên. Hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Con này bề ngang là 58. Và em đo chiều dài. Dài của nó là 78. 58-78.
Rồi ai vừa và ưng con này thì chốt giùm em, giá là 1,2 triệu mã 17 nha. Thực ra là đồ có mấy con cũ thì có, nhưng mà tiền nào của đó. Con này nó đang mới thì phải chịu đắt. Tiếp một bộ multicam nữa anh em này. Tiếp một bộ multicam nữa nha. Chất vải caro. Con này là size medium. Medium X long hả? Anh em nào cao 1m8 trở lên thì chốt bộ này này. Vai của nó là 50 và dài áo là 84, tức là 1m74 trở lên, ít nhất là 1m74. Còn cao 1m80 là chuẩn và đỉnh nhất của nó. Mới và mới rất là cao nhé, trùng màu tuyệt đối luôn, hàng của Linh Mỹ. Và cái bụng của nó là 90 và 8 túi. 90. Dài quần là 101. Cái chiều dài của cái quần này nghe hơi bị hẹp chút. So với cái áo thì cái quần hơi hẹp chút, hơi ngắn chút. Em đo lại mà 104. Rồi đồ mới cao và ai ưng bộ này chốt giùm em 1,000,000 mã số 2. 1,000,000 mã số 2. Con này là phải dài 110. Phải đúng của người 1m8 trở lên phải không? Này áo thì dài mà quần hơi ngắn. Tiếp một con áo M65 này. Con này là thân đồng cổ đồng. Thân đồng cổ đồng dây kéo Secoview. Dây khóa của nó là Secoview này em. Đồ vào đồ ra ngon lành, dây trên dây dưới đầy đủ hết luôn. Và bên trong đều đẹp. Trên này có mũ nha, cổ là đuôi vuông. Con này ở chỗ này có 2-3 chấm dơ nhỏ nhỏ này. Nhỏ xíu xíu đây nhá. Đây nhá. US Adidas. Ở ngay cái cổ tay này nó bị dơ, dơ một chút anh em ạ. Đó, đằng sau chỗ tay này nó bị dơ này. Nói chung là ngay cái cổ tay này là có vài vết dơ đó. Ra đằng sau này cũng ok, đều màu. Con này là màu màu không phải ô liu đâu. Màu gần như màu màu quần M51 á, nó hơi màu xanh mà xanh ô liu mà nó đầm đầm mặt xuống. Chỗ này có vết gấp nha. Đây dơ này. Em nhìn thấy cái vết dơ không? Đấy, dơ cổ tay này nha. Nhìn kỹ giùm em cái vết dơ này nha. Rồi qua thân bên này thì cũng dơ rất là nhiều á. Đây là cái vết gỡ tem này. Rồi cái chỗ này là vết dơ này. Dơ này không? Và đây là nó cũng bị dơ nữa. Và đây nó cũng bị dơ nữa. Nói chung là mấy cái vết lặt vặt, lăn tăn lặt vặt. Con này là vai 52. Ui giời ơi, đồ nó đổ. Vai 52 dài áo là 77. Rồi cái tem vai 52 là size medium này. 77 là regular. Cái tem của nó tem màu xanh nhưng mà nó kiểu hơi nổ nổ của tem này. Nó không có rõ nữa. Rồi 70 đến 80kg và cao 1m7 đến 1m74. Medium regular nha em. Nếu mà 51 vai 51 thì đang nằm small. Có những con nó hiếm lắm mà nó nằm ở 52. Cái vết gấp tay này nhìn nó dơ thôi chứ nó cũng chả có vết gấp gì mà lắm nha. Rồi con này em cho 93%, 1,5 triệu mã số 9. Dơ cho tụt phần trăm luôn. Rồi hết, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em tiếp tục. Sáng ngày mai ta lại giao lưu tiếp nha em. Em cảm ơn, chúc mọi người ngủ ngon và bye.